Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Kim Động. Huyện Văn Lâm tạm dừng công tác 4 chủ tịch ủy ban nhân dân xã để tập trung cho giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp và giải phóng mặt bằng. Trên 40.000 người lao động ở Hưng Yên nộp hồ sơ đề nghị được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt tỷ lệ 97%. Những thuận lợi khi ứng dụng căn cước công dân gắn chip. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Kim Động tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2022 và sơ kết 16 năm hoạt động của mô hình tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Lương Bằng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Tấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, huyện Kim Động đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thành lập được 199 mô hình tự quản, trong đó 4 mô hình hệ thống camera giám sát an ninh, 44 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự, 10 mô hình đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, 67 mô hình về phòng cháy, chữa cháy, 3 ban hòa giải. Bên cạnh đó là các mô hình về quản lý giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư, không vi phạm pháp luật, quản lý giáo dục giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Các mô hình duy trì theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa công an với quân đội, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Trong công tác xây dựng phong trào này, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảm bảo an ninh quốc phòng ở từng địa phương để tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa trong đời sống nhân dân. Được thành lập từ năm 2006, Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông của các cựu chiến binh thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động với 5 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Ngày 2 buổi sáng chiều, các thành viên thay nhau trực hướng dẫn điều tiết giao thông tại nút giao thông Chợ Ngàng, nhờ đó đã hạn chế được tai nạn và tình trạng ùn tắc tại nút giao thông này, nhất là khi tan tầm, tan học. Mô hình được đánh giá là tiêu biểu của Bộ Công an được nhân rộng trên cả nước. Thời gian tới, tiếp tục động viên tổ duy trì, đồng thời thường xuyên cấp hỗ trợ tổ một số dụng cụ như trang phục, gậy chỉ đường, mũ áo. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 138 Trung ương tặng quà cho huyện Kim Động và một số mô hình tiêu biểu cho phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và một số gia đình chính sách. Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng kỷ niệm chương bảo vệ Tổ quốc và bằng khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đại biểu tham dự ngày hội đã đến dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện Kim Động. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến tham luận đã luận giải, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ giải pháp. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thực hiện gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, để lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8, đồng chí Đặng Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Các đại biểu được thông tin về hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu thời gian tới cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tăng cường học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 13, nghị quyết số 15 của tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, tuyên truyền mạnh mẽ nhận thức về 19 hành vi tiêu cực vừa được Trung ương chỉ rõ. Về phát triển kinh tế xã hội, những tháng cuối năm tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị cho năm học mới, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của ngành tuyên giáo, công an nhân dân, cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên có nhiều giống nhãn quý, nhãn đặc sản như nhãn đường phèn, hương chi, T6. Những năm gần đây, nhãn Quỳ Vân được nhiều thực khách chọn mua, thưởng thức. Quỳ Vân là giống nhãn có từ lâu đời tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, cho giá trị kinh tế cao nên hiện đang được người dân bảo tồn, mở rộng diện tích. Được biết đến là người có công lưu giữ bảo tồn giống nhãn Quỳ Vân. Năm 1994, ông Đỗ Đức Kha ở thôn 3 xã Hạ Lễ đã khép cải tạo được 20 cây nhãn cổ Quỳ Vân của địa phương. Trải qua gần 30 năm gắn bó với cây nhãn, đến nay gia đình ông đã có 6 sào nhãn giống Quỳ Vân. Năm 2020, nhãn Quỳ Vân của hộ ông Kha được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên đạt giải nhì tại cuộc thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên. Từ đó đến nay, ông Kha đã thành lập hợp tác xã nhãn Quỳ Vân với hơn 20 thành viên tham gia, tổng diện tích khoảng 10 hecta. Khi tôi lớn lên thì tôi đi chợ Long Biên, tôi bán hàng thì người ta có lưu truyền với nhau là cây nhãn cùi cổ đã lên chưa, để như vậy người ta mua. Thế và địa bàn xa lễ thì cứ hàng năm đến mùa thu nhãn thì người ta lại nhắc nhớ với nhau rằng hai cái nhãn Quỳ Vân đã xuống chưa để được thưởng thức. Đó là cái động lực đấy cho nên là tôi đã thôi thúc và năm 2018 tôi đã đứng lên thành lập hợp tác xã nhãn Quỳ Vân. Cây nhãn Quỳ Vân lâu đời nhất, hiện khoảng 80 năm tuổi. Giống nhãn này có đặc điểm cùi dày, trắng trong, hơi ngà vàng. Đến thời điểm chín, cùi róc ăn giòn, vị ngọt đậm đà, đặc biệt mang hương vị đặc trưng của giống nhãn truyền thống. Nhãn cùi của địa phương đây khi bóc ra khác với đặc trưng của nhãn địa phương khác là cùi nó vằn lên những vết vân trồng chéo lên nhau, thế và đặc trưng hương vị của nó là ngon, thơm, hột nhỏ. Những ngày này, nhãn Quỳ Vân bắt đầu cho thu hoạch. Nhãn Quỳ Vân có năng suất cao, chùm to, trụm quả, kích thước quả đồng đều, trung bình 1 kg nhãn chỉ từ 60 đến 70 quả. Năm nay sản lượng ước đạt khoảng 20 tấn quả. Các hộ thành viên của hợp tác xã nhận thức cao về việc bảo tồn và phát triển giống nhãn đặc sản của địa phương. Chúng tôi ở Hải Phòng về, trước khi chúng tôi về là mua quen muối ở đây rồi. Thế thường thường là cứ đặt hàng là cứ năm nào cũng phải mua trước, coi thế là 2-3 tháng. Mỗi một năm là thường thường là chúng tôi lấy này ít nhất là phải từ 4 đến 5 tấn. Chất lượng thì nói thật là ăn ở đâu khách hàng cũng ưa thích. Trong những năm tiếp theo là chúng tôi đang tính là mở rộng, tức là nó khoảng độ tầm 5-60 hecta đấy đối với cái giống nhãn Quỳ Vân quý hiếm này. Thế thì trước mắt là phải bảo vệ, bảo tồn cái giống nhãn cổ. Thứ hai nữa là có cái quy trình chăm bón đấy, và nhân rộng đấy, để làm sao là phát triển. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, mở rộng diện tích cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp, trong đó huyện tập trung nâng cao giống nhãn Quỳ Vân. Nhãn Quỳ Vân cũng đã được lựa chọn là cây đầu dòng để khai thác mắt ghép cho bà con nông dân tại huyện. Chúng tôi cũng đang khuyến khích bà con nông dân là ghép cải tạo thay thế những vườn tạp bằng những giống nhãn Quỳ Vân. Nhãn Quỳ Vân là giống nhãn được bảo tồn, công nhận giống chuẩn để nhân giống. Nhãn Quỳ Vân được cấp có thẩm quyền cấp bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó, việc bảo tồn nhân rộng giống nhãn đặc sản của địa phương vừa đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, giá trị kinh tế cho người dân. Sau khi kết thúc trận mưa từ cơn bão số 2, các thôn thuộc xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã chủ động khơi thông dòng chảy kênh nội đồng, rãnh thoát nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc tiêu rút nước, giảm tối thiểu những ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rau.
Hiện nay xã Yên Phú có khoảng 50 hecta trồng sau, trong đó hợp tác xã sau Yên Phú có khoảng 35 hecta. Đa phần diện tích sau được trồng ở vùng đất trũng. Trận mưa lớn vừa rồi đã làm ngập úng cục bộ to không thoát nước kịp. Đặc biệt sau trận mưa lớn, nắng lên làm thối gốc, úa lá sau rất nhanh. Trận mưa làm thiệt hại khoảng 45 hecta sau của xã, không thể thu hoạch được nữa, ước tính gần 2 tỷ đồng. Chủ yếu là các diện tích sắp cho thu hoạch. Hiện nông dân đang tập trung chăm sóc các diện tích rau màu bị ngập nhẹ, có khả năng phục hồi và chuẩn bị làm đất để gieo lứa rau mới với các diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm vừa ra quyết định tạm dừng công tác điều hành hoạt động đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 4 xã là Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Tân Quang và Đại Đồng để tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93 và dồn thửa đổi ruộng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Đạo và xã Đại Đồng bị tạm dừng điều hành trong hơn 3 tuần, từ ngày 8 đến ngày 31 tháng 8 để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dồn thửa đổi ruộng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng. Xã Chỉ Đạo còn 2 thôn, xã Đại Đồng còn 5 thôn chưa hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng. Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang và Lạc Đạo bị tạm dừng điều hành 1 tháng, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xã Tân Quang còn 49 vi phạm, xã Lạc Đạo còn 13 vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Trước đó, tháng 9 năm 2021, huyện Văn Lâm tổ chức cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai. Đến nay, đối chiếu với kết quả thực hiện thì 4 địa phương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 4 xã nêu trên chưa hoàn thành kế hoạch như đã ký cam kết. Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai VLAP là dự án triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại, nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý. Tuy nhiên khi thực hiện cũng còn một số bất cập, huyện Khoái Châu đang tập trung khắc phục những vấn đề này. Năm 2014, dự án VLAP có kế hoạch triển khai 18 tháng tại huyện Khoái Châu, có tổng diện tích đo đạc là hơn 13.000 ha, kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, diện tích đất tại khu dân cư là 2.813 ha, đất canh tác là hơn 10.000 ha. Trong quá trình thực hiện, nhiều xã bị tồn đọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là do số chênh lệch diện tích, số thửa, vị trí còn bất cập với thực tế. Để giải quyết những tồn đọng này, thời gian qua, huyện Quế Châu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện rà soát, kiểm đếm, đánh giá thực trạng, đồng thời tiến hành trao giấy chứng nhận cho các hộ dân đủ điều kiện. So với chúng tôi mà làm rồi đi đo thì nó cũng có không bênh đáng gì đâu. Bênh là ví dụ bảo là dôi dư được không có, ví dụ chỉ qua là chẳng qua, ví dụ những cái bờ có mà ngày xưa là có, nhưng đến bây giờ ví dụ những cái lát chụp lên là không còn, thì là nó có bênh thế thôi, chứ còn thì thực ra mà nói là cũng không bênh. Không, địa phương làm thủ tục thì nhanh, thế còn lên nộp lên thì nó lại phụ thuộc theo trên huyện, chứ còn thì cũng không, địa phương cũng không thể làm được hết cái này. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn huyện Khoái Châu còn 36.232 giấy chứng nhận chưa được trao, trong đó có gần 32.000 giấy chứng nhận đã cấp theo dự án VLAP đất nông nghiệp và trên 4.200 giấy chứng nhận đất ở. Do người dân đang thế chấp sổ đỏ cũ tại các tổ chức tín dụng hoặc người khác sai một số thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, việc biến động đất đai do hoán đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất lớn, từ đó dẫn đến việc sai lệch về thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp theo hồ sơ cũ được đo vẽ trên bản đồ VLAP, gây khó khăn khi trao giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn. Ủy ban dân xã đã tiến hành rà soát, qua rà soát thì hiện còn là 1.233 giấy là đất ở và đất 03 mà dự án VLAP đã cấp năm 2010. Có 445 giấy chứng nhận là đất 03 đủ điều kiện trả. Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban dân huyện thì Ủy ban dân xã thì đã trả được là 250 giấy. Còn trên 500 giấy là của dự án VLAP tồn đọng là sai diện tích, sai chủ hộ, diện tích có biến động cho nên là chưa cấp được. Hiện nay, Khoái Châu đang tập trung khắc phục những bất cập
trong việc thực hiện dự án VLAP từ cách đây nhiều năm, mục đích là để tạo thuận lợi trong việc quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, từng bước đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp, cá nhân khi đầu tư trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày hôm qua 15 tháng 8, hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã có 9 trên 10 huyện, thành phố, thị xã có doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cho trên 40.300 lao động được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng, đạt gần 97% kế hoạch dự kiến hỗ trợ ban đầu. Trong đó, các huyện, thành phố, thị xã đã thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ cho trên 19.400 người lao động được hưởng hỗ trợ với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng, đã giải ngân và chi trả cho trên 9.000 người lao động hơn 13 tỷ đồng. Các huyện, thành phố, thị xã đang tập trung thẩm định số hồ sơ đã tiếp nhận và chuẩn bị trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho khoảng trên 14.600 người lao động với số tiền trên 16,5 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động xong trước ngày 30 tháng 8 theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, việc làm căn cước công dân gắn chip điện tử được lực lượng công an triển khai tích cực với nhiều tiện ích cho cả người dân và cơ quan quản lý, giúp tích hợp nhiều giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Đây được coi là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, là cơ sở để xây dựng và phát triển dữ liệu dân cư quốc gia, định danh và xác thực điện tử theo đề án số 06 của Chính phủ. Ghi nhận tại huyện Ân Thi, một trong những địa phương có tiến độ làm căn cước công dân nhanh của tỉnh. Bà Hoàng Thị Loan ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, năm nay đã 74 tuổi, bà bị liệt không thể đi lại được. Con cháu đi làm ăn xa, chỉ có hai ông bà già sống với nhau. Nắm bắt được hoàn cảnh, lực lượng công an xã đã đến tận nhà đưa bà đi làm căn cước công dân, khiến bà rất xúc động. Hai nhà tôi, năm nay 74 rồi, không đi lại được. Nhờ được lực lượng của công an xã cõng bà ấy đi làm căn cước, tôi cảm ơn như vậy là các đồng chí. Bà Loan chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp người già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn huyện Ân Thi được lực lượng công an hỗ trợ đi làm căn cước công dân. Bên cạnh đó, những người đi làm ăn xa bận rộn công việc cũng được lực lượng công an đến tận nhà đôn đốc, gọi điện thoại nhắc nhở đi làm căn cước công dân theo đúng quy định. Hiện tại là tôi đang công tác ở trên Hà Nội. Mấy hôm trước bên công an ở dưới địa phương thì có gọi điện cho tôi thu xếp công việc trên đấy về dưới này để làm. Hôm nay tôi về thì thủ tục các thứ rất là thuận tiện, nhanh chóng. Hơn một năm qua, công an huyện Ân Thi tập trung mọi nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân gắn chip cho người dân, làm cả giờ nghỉ, ngày lễ. Ngoài điểm cấp cố định, công an các địa phương còn thành lập tổ cấp căn cước công dân lưu động để phù hợp với từng đối tượng như học sinh, sinh viên thì phối hợp với nhà trường cấp trong giờ hành chính, cán bộ công chức thì bố trí làm ngoài giờ. Bộ phận một cửa các xã tạo mọi điều kiện đính các giấy tờ sai sót của công dân để hoàn thiện hồ sơ. Công an xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của toàn xã ngày 27 tất cả các cái thủ tục liên quan đến làm căn cước công dân. Nên trên ủy ban và gặp lực lượng công an thì lực lượng công an đón tiếp niềm nở. Thì lực lượng công an rất là nhiệt tình, thiếu những cái thủ tục cần thiết như giấy đề xe thì nên gặp ngoại trưởng công an xã để hướng dẫn làm, hoặc là trích nộp giấy khai sinh thì dẫn công dân nên gặp đồng chí tư pháp để đồng chí tư pháp hỗ trợ. Đến nay, huyện Ân Thi đã cấp được trên 100.000 căn cước công dân, đạt tỷ lệ trên 92%, là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện nhanh của tỉnh. Thời gian tới, huyện sẽ mở đợt cao điểm giải quyết những trường hợp khó khăn trong làm căn cước công dân. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, cũng như là phối hợp với công an các xã thị trấn, tổ chức rà soát người chưa được cấp căn cước công dân, bố trí thời gian buổi sáng từ 7 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Các cụ già yếu, bệnh tật đi lại đến cái địa điểm làm các công dân rất là khó khăn, đến tận nhà công dân để đưa công dân đến trụ sở ủy ban các xã thì sẽ tổ chức tuyên truyền cao điểm để người dân biết được cái lịch cấp căn cước công dân cũng như địa điểm cấp. Ngoài ra chúng tôi cũng có tuyên truyền trên các cái trang mạng Zalo, Facebook. Đối với trường hợp công dân không có nhà thì chúng tôi sẽ liên hệ qua số điện thoại. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV.